Xin chào mọi người, mình là Ngọc, hiện tại là chuyên viên kinh doanh của công ty máy xây dựng Hải Âu, đồng thời cũng là đối tác chiến lược của Lưu Gông. Tập đoàn Lưu Gông là doanh nghiệp sản xuất thiết bị máy hàng đầu Trung Quốc với hệ thống nhà máy, đại lý và kho bãi trên toàn thế giới. Hôm nay Ngọc sẽ giới thiệu với mọi người con 922E. Xin mời. Là dòng xúc đào cỡ trung có 6 chế độ làm việc giúp cho bạn toàn quyền kiểm soát máy và nâng cao hiệu suất làm việc trong các điều kiện hoàn cảnh khác nhau. 922E có dung tích gầu là 1 mét khối, tự trọng là 22 tấn, phù hợp làm các công trình giao thông và xúc đào các vật liệu như đất, cát và đá. Máy được trang bị hệ thống IPC điều khiển công suất thông minh. IPC đảm bảo các hệ thống cơ khí, điện và thủy lực hoạt động hài hòa và hoàn hảo để điều khiển một cách hiệu quả và chính xác, tối đa hóa đầu ra mô men xoắn với công suất và lực kéo. Máy được trang bị động cơ Cummins QSB7, công suất thực là 117 kW, tương đương 157 mã lực, tốc độ vòng tua 2.050 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 658 Nm. Với sức mạnh này, 922E dư sức xử lý các công việc như đã nói ở trên như phá dỡ công trình, xúc, đổ các vật liệu nặng. Đây là loại động cơ làm việc hiệu quả, tiết kiệm nhiên liệu. ...922E sử dụng hệ thống thủy lực Kawasaki của Nhật Bản. Hệ thống mang tính tự động hóa cao, làm việc bền bỉ và đáng tin cậy. Bơm thủy lực được tối ưu hóa và điều chỉnh để phù hợp với các hệ thống khác, làm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Hệ thống khung gầm của 922E kết hợp với kết cấu khung chữ X hàn nối, kéo dài tuổi thọ sử dụng, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ khó khăn nhất. Hệ thống dầm xích và bánh xích dài tăng cường sự ổn định, sức mạnh và độ bền vượt trội. Với bề rộng giải xích là 600mm và chiều dài là 4,4m, bên dưới thì có 8 ga lê tì và 2 ga lê đỡ, giúp cho máy di chuyển chắc chắn, có độ bền cao. Tốc độ di chuyển lớn nhất là 5,7 km/h, tương đối nhanh khi so với các dòng xúc đào chuyên dụng. 922E có chiều dài cần là 5,7m, chiều dài tay cần là 2,9m. Được thiết kế chắc chắn, được hàn công nghệ cao, làm tăng độ bền và lực đào sức khỏe lên đến 105 kN, tương đương khoảng 10,7 tấn. Với chiều dài như vậy, 922E rất linh hoạt trong các môi trường làm việc. Tốc độ quay tua 125 vòng trên phút, thao tác nhanh, mang lại hiệu quả cao trong công việc. Đứng ngoài nãy giờ rồi bây giờ chúng ta cùng vào trong cabin xem nhé. Bên trong cabin của chúng ta là máy mới nên là nó sẽ hơi bừa bộn một chút, các bạn thông cảm nhé. Cabin của máy được trang bị cửa kính chống va đập và tầm nhìn rất là rộng, giúp cho người lái có một cái sự thoải mái khi mà ngồi ở bên trong này. Có tầm nhìn rộng với không gian lớn, mang lại an toàn và thoải mái cho người vận hành. Có điều hòa và các thiết bị giải trí. Hải Âu là đối tác chiến lược của Lưu Gông. Chúng tôi luôn cam kết chất lượng và bảo hành sản phẩm. Thời gian bảo hành 3 năm hoặc 6.000 giờ. Kiểm tra thăm khám miễn phí 7 lần trong thời gian bảo hành. Kho bãi 4S trên toàn quốc, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và tối ưu nhất. Hải Âu thịnh vượng cùng bạn.